Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả anh em ơi. Ở lần video này thì trong thời gian anh đốt pháo chúc mừng năm mới 2023 này thì Khả cũng chuẩn bị cho mình một bộ Event Tiền Vạn này mà. Event Tiền Vạn thì như Khả có xem sơ qua thì nó sẽ được 1 tỷ năm. Và kèm với 50 cái cuốn lịch nữa thì sẽ được khoảng tầm 2 tỷ kinh nghiệm anh em ạ. 2 tỷ kinh nghiệm và kèm với những vật phẩm vô giá trị anh em ạ. Đó, và ngày hôm nay thì chúng ta cùng anh thử như nó ra gì nhỉ anh em ơi. Đó. Anh cái này thì có thể ra, nói chung là những cái món đồ cảm giác không thể tin được luôn nè. Nhưng mà vẫn nhiều khi nó lại không ra nè. Anh em có thể xem sơ qua cái phần thưởng ở trên trang chủ Khả đang đỡ đây nè mọi. Đây, hãy vô trang chủ anh em xem. Nói chung là nói giỡn anh em cho vui, chứ còn anh Bình Tiền Vạn thì nó chủ yếu là up 2 tỷ kinh nghiệm để up cấp mà thôi. Còn lại Khả nghĩ thì lời thì không lời đâu nè mọi. Đa số anh Bình Tiền Vạn chủ yếu để lấy kinh nghiệm, 2 tỷ kinh nghiệm. Chứ còn nó không có lời gì lỗ đâu nè mọi, không lời nổi đâu. Vinh Su thì mới ra nè, đây nè. À, đây cho anh em xem sơ qua đấy. Này là cách công thức này, đó là cách ép mà chăn ra. Và đây anh em ơi, câu chúc hạnh phúc này, chuẩn bị cái này anh em ơi. Này sử dụng 1.000 cái này thì Khả sẽ thu lại mỗi cái tương đương 1 triệu năm, thì 1.000 cái sẽ được 1 tỷ năm. 1 tỷ năm nha anh em. Đó. Sau khi ăn xong thì sẽ có cái cuốn lịch bất niên này nè. Đó. Sẽ có 50 cuốn lịch bất niên và ăn ra thì sẽ được số lượng học quà khi nhận, phần thưởng sẽ nhận được là 10 triệu trên một cuốn này. Mà 50 cuốn sẽ được 500 triệu nữa là được 2 tỷ nè. Rồi tiếp tục là mặc định túi tiền vạn, sử dụng được 30 vạn thiết là hán, thị tinh, tinh hồng, ngựa. Ngựa là nghe ra ngựa thuộc tính bệnh viện luôn nha anh em. Ngựa tính bệnh viện luôn nha anh em. Đó, cái quan trọng ở đây là ngựa và bệnh viện này. Rồi, tiền thông lộ bắt vào rương quá tưởng là ok, đó giờ thôi anh em. Rồi là ra top căn cá nhân băng hội. Rồi có thể ra trang bị kiếm phong 5 ngày. Rồi ok. Và giờ chúng ta cùng trở lại với cái file nghi vấn tiền vạn này của Ad Thiếu Lâm khả thi như thế nào nè em ơi. Đợt anh thì cất tay này rất là lâu nè. Hay là anh em muốn cất tay như thế này. Cất tay như thế này đi. Cất tay như thế này. Cất tay khá là lâu nè em ơi. Họ được khai bọc auto lên. Khai bọc auto lên. Khai bọc auto lên nha. Rồi. Tắt auto lên. Bọc auto lên. Rồi. Cho nó chạy một phát một cho nó lẹ nè em ơi. Câu chúc hạnh phúc. Quốc. Rồi, ra gì đây? Kiếm con ngựa bệnh viện ta biết rồi. Một cuốn lịch bách niên. Này Khả úp được 1 tỷ rưỡi chứ là úp cấp anh em, úp 102. Rồi thêm 50 cái cuốn lịch bách niên nữa thì được 500 triệu nữa. Tại bây giờ chưa có một vật phẩm gì. Vẫn chưa có vật phẩm gì luôn nè. Anh cái này chắc là đa số là 3 cái kim phong 5 ngày thôi nè. Còn lại chủ yếu là trong cái cuốn lịch này nè. Nó có ngựa bên phía anh em à. Trong cuốn lịch này nè. Tí nữa còn 50 cái, Khải sẽ cắn cho anh em xem. Anh em một cái là 15 triệu anh em. Đó, thấy chưa. Hello anh em mới vô nha. Kính chào anh em và không gì hơn năm mới 2023. Năm mới 2023 này thì không gì hơn kính chúc cả nhà cũng như là tất cả anh em xem live cũng như là xem video này. Kính chúc anh em một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha anh em ơi. Và ôi và một năm mới anh em làm anh phát tài phát lộc nha mọi người. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh YouTube Dư Khải Gaming thời gian qua và mong rằng anh em sẽ mãi ủng hộ Khải như thế này. Nói chung là không nhiều không ít, nhưng mà cứ miễn sao mỗi khi lên live mà có anh em đồng hành với Khải là Khải rất là vui nè em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng trở lại. Hiện tại anh gần 700 cái rồi, chưa cái gì nè em ơi. Cái cuốn lịch này mới cái 38 cái, không biết đủ 50 cái không nè. Không biết đủ 50 cái chứ không đủ chứ quá là bị clone. 40, 42 43, 44. Rồi xong. Chỉ một cái áo kim phong thôi nè em ơi. Rồi sắp mặt rồi. Được khoảng 300 cá nhân nữa. 50 cái, chắc là 50 cá thiệp này. Từng đòi nó là 50 cá thì. Rồi 50 cái này. Lớn không? Rồi 51 cái. Ok, một cục 300 chai và thêm 500 cá nhân. Một áo kim phong. Áo kim phong này vứt shop thôi. Rồi, tiếp tục ăn thiệp anh em ơi. Tiếp tục ăn thiệp này. Khui hàng. Khui hàng. Thiệp này 10 triệu một cái này mà. 50 cái thì được 500 triệu tiếp. 102 nè. Một quá tửu. Cục 300 này làm gì. Hiện tại anh em đang tất cả server đang đốt pháo nè em ơi. Này rất là đông nhưng bây giờ tăng tản hơi ít rồi. Một là bao tiền vạn 30 vạn rồi nè. Phục viên. Tiếp tục. Cô hàng một viên tinh hồng. Tinh hồng bệnh viện. Như đâu. Ngựa đâu. Ngựa bệnh viện đâu. Rồi xong full luôn. Còn cái nịt luôn. Tại bây giờ thì anh cái này chủ yếu là như Khải có nói thì up được 2 tỷ nè mày. Khải đã lên được 102 và 36%.
À, khá là ok. Này thứ năm tương đối là tăng 73, 7 sinh khí và 3 sức mạnh thôi em ơi. Và Khải vẫn đang theo chuyên đao ấy. Rồi ok. Chuẩn bị về đi hoạt động rồi em ơi. Hôm nay được một số cá nhân văn hội đều đi nộp này. Rồi một viên tinh hồng, được 300 xu. Là bao được 30 vạn. Rồi mất cái này không gì là gì luôn, để lên giả tỏ thôi em ơi. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi em ơi. Và Khải hay live trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày em ơi. Anh em nào rảnh rỗi thì tối lên kênh YouTube với Khải mình để chơi cùng cho vui nha em ơi. Rồi, không có gì nữa em ơi, chỉ có 2 tỷ kinh nghiệm thôi. Rồi, đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục anh event của free cho anh em mi trong bang mình, một người mi trong bang. Bây giờ Khải đi rồi, bán áo đi nè, không nói làm gì luôn. Dọn rương rồi. Sau video này Khải sẽ tiếp tục anh event su cho anh em mi nha anh em. Anh mi của bang nha anh em ơi. Anh free cho anh em mi của bang nha. Cái túi này được 30 vạn đấy. Đó, 30 vạn. Dương Linh Hồng. Được mấy trăm cá nhân, 600 cá nhân. Bạn hỏi còn quá trời nè. Bạn hỏi mai nạp tiếp. Mấy này nạp chưa hết nè mày. Cục 300 chai, cục 300 chai này hôm qua cũng có một cục nữa. Full này anh em cứ bảo Khải đi, thực sự là đã full lâu, full từ cách đây nửa tháng trước rồi nè. Thì không biết ăn bằng kiểu gì nữa. Tại vì cái cục này là 1 tỷ rưỡi. Là 2 tháng là mới ăn được thêm anh em. Sau 2 tháng mới ăn được thêm. Đây. Cái đao này khá là phèn nè, mà Khải đang tìm cái đao sát thương nào cao cao dòng 1 được. Quốc mấy năm đọc đường môn rồi bên kia nó anh event đó nè. Quân năm đọc đường môn rồi nó đi bút bùa này nọ thì mình xử luôn nè. Đó. Nhưng mà bữa giờ mua chưa được cái đao này mà. Đã cho anh em xem set đồ của Thiếu Lâm Khải nha nè. Nón kháng hỏa sinh lực, áo kháng hỏa sinh lực, dây chuyền kháng cả 8, đai lưng kháng hỏa sinh lực, bao tay kháng lôi mát, nhẫn kháng hỏa chón, giày kháng hỏa chón, đó được 40 chón, nhẫn 530, một ngọc bội kháng hỏa đó, xích thố. Và cái đao thì đang mua cái đao sát thương cao cao tới quốc thôi nè. Đã bố cho anh em xem. Nói chung thì con này cũng gọi là tương đối chuyên đao đấy. Full dịch cân kinh thôi em chú. Thiệt sự nó cũng đang theo chuyên đao. Lực tay đây. Lực tay được gần K9 nè. Nhưng mà Khải tăng máu nhiều á nè. Khải tăng máu nhiều á. Rồi. Áo đó sao mặc vô là ra cà sa á. À Khải đổi ngoại trang nó. Trương Đức Lê ơi. Khải đổi ngoại trang 100 xu đó bạn ơi. Khải đổi ngoại trang 100 xu đó nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái khu vực anh đốt pháo cho anh em cùng xem cái công đoạn đốt pháo của cùng với chủ S8 Phật Sơn Ký Sử nha anh em ơi. Cực kỳ đông người luôn nha anh em. Hiện tại anh em lúc nãy đốt từ hầu lúc 6 giờ tối nè anh em. Giờ gần 7 giờ 8 giờ rồi nè anh em. Đó. Rất đông, rất đẹp luôn. Đó, quá chất lượng. Đó, ok chưa? Đó, anh em xem đi đừng quên để lại khám lại ủng hộ chơi nha anh em ơi. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục anh em mình cùng em ơi cho anh em xem nha. Khải chuyển ngạn cá nhân anh em.